kinh văn giai kế độ ngôn tử hậu hữu tương như thị tuần hoàn hữu thập lục tướng việt dịch từ tất cả kiến chấp này đều cho rằng sau khi chết còn có tướng xoay vẩn như thế có mười sáu tướng giảng từ tất cả kiến chấp này đều cho rằng sau khi chết còn có tướng từ tất cả kiến chấp này hành giả cho rằng sắc còn tồn tại sau khi chết trước đây khi giảng về sắc và tiền trần tôi có nói về bốn lý luận của hành giả một sắc trong tứ đại thuộc về ta hai sắc trong tứ đại chính là ta ba sắc ở trong ta thế nên ta lớn và sắc thì nhỏ bốn tách rời khỏi ta chẳng có sắc Tóm lại, lý luận của anh ta đều vô nghĩa, chẳng có chút gì hợp lý. Qua bốn lý thuyết này, anh ta chấp rằng có sự hiện hữu sau khi chết. Xoay vẩn như thế có 16 tướng. Theo kiến chấp này, hành giả rơi vào 16 trường hợp hiện hữu của sắc tướng. Anh ta lấy bốn lý thuyết trên và liên hệ chúng với bốn thứ, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm và hành ấm. Như vậy thành ra 16 trường hợp hiện hữu của sắc thọ tưởng hành và tứ đại đất nước gió lửa thật là vô ích khi hỏi tại sao lại đặt ra những lý luận này vì căn bản là bất hợp lý trong đó chẳng có ý nghĩa gì cả tôi chẳng hiểu gì về bốn lý thuyết đó vì trước hết là chúng chẳng có gì rõ ràng minh bạch cả kinh văn tòng thử hoặc kế tất cánh phiền não tất cánh bồ đề lưỡng tánh tịnh khu các bất tương xúc Việc dịch từ đó chấp rằng rốt giáo phiền não tột cùng bồ đề hai tánh ấy đều khu biệt không mâu thuẫn nhau. Giảng Bốn lần bốn làm thành mười sáu, cách mà sắc có thể hiện hữu, hành giả thấy rằng bốn lý thuyết ấy có thể liên hệ với mỗi thứ trong bốn ấm, sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, hoặc với tứ đại, đất, nước, gió, lửa, từ đó chấp rằng rốt giáo phiền não tột cùng bồ đề hai tánh ấy đều khu biệt, cho rằng phiền não luôn luôn là phiền não, bồ đề luôn luôn là bồ đề. Anh ta cho rằng phiền não mãi mãi là phiền não, bồ đề vĩnh viễn là bồ đề. Như vậy nên câu phiền não tức bồ đề là sai. Không mâu thuẫn nhau, hai tánh chất này cùng tồn tại song song, không mâu thuẫn nhau anh ta tuyên bố hai chức năng này tồn tại song song nhau không phá vỡ nhau nhưng chúng tương tác với nhau nhưng quan điểm này hoàn toàn sai lạc căn bản là điều ấy không thể có được tại sao anh ta nói như thế vì mê mờ tánh bồ đề kinh văn do thử kế độ tử hậu hữu cố đoạn lạc ngoại đạo hoặc bồ đề tánh thị tác danh vi đệ lục ngoại đạo lập ngũ ấm chung tử hậu hữu tướng tâm điên đảo luận việc dịch do chấp sau khi chết vẫn còn hiện hữu nên rơi vào ngoại đạo và trở nên mê mờ tánh bồ đề đây là ngoại đạo thứ sáu lập nên lý thuyết điên đảo cho rằng trong ngũ ấm sau khi chết có tướng Rằng, do chấp sau khi chết vẫn còn hiện hữu nên rơi vào ngoại đạo và trở nên mê mờ tánh bồ đề bốn loại sắc ấm thọ ấm tưởng ấm hành ấm nhân với bốn làm thành 16 loại tồn tại của sắc hành giả nói rằng sắc tướng còn hiện hữu sau khi chết do vì chấp rằng sau khi chết vẫn còn hiện hữu hành giả rơi vào ngoại đạo và trở nên mê mờ tánh bồ đề là chân tánh vốn có từ xưa của anh ta đây là ngoại đạo thứ sáu lập nên lý thuyết điên đảo cho rằng trong ngũ ấm sau khi chết có tướng đây là tà thuyết ngoại đạo thứ sáu lập nên lý thuyết điên đảo về sự hiện hữu của xác tướng sau khi chết trong phạm vi ngũ ấm ngũ ấm ở đây chỉ liên quan đến bốn thứ đó là xác ấm thọ ấm tưởng ấm hành ấm không liên quan đến thức ấm anh ta nói rằng con người sau khi chết rồi họ vẫn tiếp tục còn có hình tướng khi tâm ý anh ta bị rối loạn mất phương hướng anh ta đưa ra loại lý thuyết này